Cục Quản lý Lao động ngoài nước đang tuyển chọn 240 ứng viên điều dưỡng hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản. Đây là chương trình phi lợi nhuận nên việc tuyển chọn ứng viên sẽ ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn các huyện nghèo. Chương trình nằm trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, EPA. Tham gia chương trình này, các ứng viên được hưởng rất nhiều ưu đãi như được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, học tập, được trợ cấp tiền sinh hoạt phí trong thời gian tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trong 12 tháng tại Việt Nam, đồng thời được đài thọ chi phí vé máy bay, lệ phí visa sang Nhật, vé máy bay về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình. Ứng viên cũng được tham gia khóa đào tạo nâng cao miễn phí tại Nhật Bản trong 2 tháng trước khi đến cơ sở tiếp nhận. Mức lương thông thường từ 160.000 đến 180.000 yên một tháng, tương đương 27 đến 30 triệu đồng. Ngoài mức lương trên, ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tương ứng với thành tích công việc.